Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait đã tổ chức khai trương cổng thông tin tiếng Ả Rập về Việt Nam tại địa chỉ www.vnarabicgate.com. Đây là website bằng ngôn ngữ Ả Rập, cung cấp thông tin về Việt Nam, đất nước, con người, luật pháp, lãnh sự, kinh tế, thương mại, du lịch, lao động, đầu tư, do Bộ phận Thương vụ, Đại sứ quán chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp sở tại xây dựng, thiết kế, vận hành. Mục tiêu của dự án lần này là đưa Việt Nam tới gần hơn thế giới Ả Rập với 22 quốc gia, hơn 400 triệu dân và GDP hàng năm gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Người dân, doanh nghiệp các nước nói tiếng Ả Rập có thể tìm kiếm thông tin và liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, sản phẩm hàng hóa, cũng như có thể tìm kiếm các thông tin về lãnh sự, cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn sở tại.